Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với unit 14 các bạn nhé. Và bây giờ là trong video này là chúng ta đã chuyển sang phần luyện đọc rồi. À, phần luyện đọc của ngày hôm nay cũng là một bài đọc cũng tương đối hay đó các bạn. Cái phần luyện đọc của chúng ta hôm nay là một bài nói về các cái kỳ quan của thế giới. Và trong phần luyện đọc này sau khi chúng ta đọc là chúng ta sẽ được trả lời bốn câu hỏi và mỗi cái kỹ năng của tiếng anh nó là một nó đều có cái phương pháp tiếp cận riêng của nó các bạn nhé và mình hy vọng mình sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ năng để trả lời làm cái phần luyện đọc tốt nhất các bạn nhé rồi bây giờ là mình hướng dẫn các bạn đọc hiểu cái bài văn này sau đó đối diện với mỗi câu hỏi là mình đều hướng dẫn các bạn mỗi kỹ năng nhất định để giải quyết mỗi câu hỏi nó có một phương pháp tiếp cận một phương pháp để trả lời cho tốt nhất các bạn nhé rồi bây giờ là chúng ta bắt đầu này nhiều thế kỷ cách ngày nay đó cách đây nhiều thế kỷ nhiều thế kỷ cách ngày nay ở Hy Lạp cổ đại ở Hy Lạp cổ đại một người đàn ông có tên là được gọi tên được gọi tên một người đàn ông có tên là sao là Antip Antipater này Antipater này của cái thần Sidon này á ông đã biên soạn ông đã biên soạn ông ấy đã biên soạn sao các bạn một cái danh sách một cái danh sách mà gọi là mà ông ta một cái danh sách mà ông ta gọi là ông ta nghĩ là bảy kỳ quan của thế giới đó có nghĩa là cách đây vài thế nhiều thế kỷ là một người đàn ông ở hy lạp ông đã liệt kê ra một cái danh sách mà ông ta nghĩ rằng đó là bảy cái kỳ quan của thế giới rồi bắt đầu ông ta liệt ông ta nói tiếp nè Bắt đầu nói tiếp nè Ông ta liệt kê ra rồi bắt đầu là người ta trong nhà văn nói tiếp này chứ không phải ông ta Cái bảy kỳ quan thế giới bao gồm Bao gồm vườn treo Babylon Các bạn biết vườn treo Babylon rồi đó Ở ở Iraq ngày nay đó Vườn treo Babylon ở cổ đại là nó không biết chỗ nào nhưng mà hiện nay là nó nằm trên cái lãnh thổ của Iraq ngày hôm nay đó vườn treo đó ở nước Iraq á rồi cái tiếp theo là tượng nữ thần mặt trời, tượng thần mặt trời đó, Zeus tượng thần nữ thần mặt trời ở Hy Lạp và kim tự tháp Kiop Kiops của Ai Cập. Đó các bạn thấy to là những địa danh nổi tiếng không? Rồi kim tự tháp, kim tự tháp là kỳ quan duy nhất cho đến hiện nay bạn có thể nhìn thấy những cái kỳ quan kia thì bây giờ không còn nữa rồi. Bây giờ chỉ hiện nay á, hiện nay cho đến ngày nay thì chỉ còn Kim tự tháp là chúng ta có thể nhìn thấy. Và các bạn nhìn đó đúng không? Kim tự tháp ngay cái video đầu tiên của bài học Unit 14 này các bạn cũng đã thấy cái, cái Kim tự tháp, Kim tự tháp rồi đúng không nào? Rồi, chúng ta tiếp tục với đoạn thứ hai này các bạn. Đoạn thứ hai này. Nhiều người, nhiều người tuyên bố rằng, nhiều người cho rằng còn nhiều kỳ quan khác nữa. Mà người Hy Lạp cổ đại đã không biết đến đó. Nhiều kỳ quan khác nữa mà người Hy Lạp cổ đại không biết đến Những kỳ quan này bao gồm Những kỳ quan mà người Hy Lạp cổ đại chưa biết đến đó, Bao gồm là gì Vạn lý tường thành của Trung Quốc Đó, vạn lý tường thành đó các bạn nha Của Trung Quốc Rồi đền Tamaha của Ấn Độ và ăn Wat quát ở campuchia đó đền ăn Wat rất là nổi tiếng ở campuchia đó các bạn rồi người ta nói tiếp này cái đền ăn Wat quát á thực sự nên được biết như là một kỳ quan thế giới bởi vì nó là ngôi đền lớn nhất thế giới ngôi đền được xây dựng vào khoảng một năm một nghìn một trăm để để làm sao các bạn để tưởng nhớ để kính trọng để thờ phụng vị thần của đạo Hindu. Nhưng vài thế kỷ sau ba thế kỷ sau ba kế thì ba thế kỷ tiếp theo đó ba thế kỷ tiếp theo thì sao nó trở thành một trung tâm tôn giáo của đạo Phật đó của Phật giáo đó và cái vùng bao quanh cái ngôi đền đó gọi là Angkor Thom này. Trước đây đã từng là thủ đô thành phố, thành phố thủ đô của hoàng gia Campuchia, trước đây. Được chưa các bạn? Thì sao? Đến thế kỷ thứ 15, đó, đến thế kỷ thứ 15 thì những cái nhà lãnh đạo những nhà cầm quyền ở Khmer đó, người Khmer đó đã di chuyển về Phnom Penh, Phnom Penh bây giờ là thủ đô Campuchia đó, đã di chuyển Phnom Penh bên và Angkor, Angkor đó. Angkor ta được về được cả ở trên đã rơi vào vân lãng rơi vào nơi thanh bình vân lãng đó các bạn lãng quên á và bây giờ nó là một địa chỉ rất là hấp dẫn khách du lịch nó nổi tiếng nó là một địa chỉ nổi tiếng rất là hấp dẫn khách du lịch hiện nay các bạn nếu mà có điều kiện đi du lịch Camp campuchia thì các bạn biết ngay đó là một nơi rất là nổi tiếng đó các bạn nha đó như vậy là đó là cái nội dung của bài học bài đọc của hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết từng câu hỏi một của của người ta đề ra cho chúng ta đây. Đây, đầu tiên là câu hỏi liên quan đến và người ta hỏi này. Chỉ có một kỳ quan, chỉ có một kỳ quan mà sao các bạn? Surviving vẫn vẫn còn sống sót đó các bạn. Chỉ có một kỳ quan mà vẫn còn sống sót mà nằm trong cái danh sách liệt kê của anti anti painter này các bạn của cái ông đó của ông đầu tiên đây này ông liệt kê ra nè đó của ông tên đầu tiên này vậy thì người ta hỏi chỉ còn một kỳ quan sống sót mình dùng từ sống sót là nó nghe nó ghê quá đại loại là những kỳ quan bây giờ chúng ta vẫn còn nhìn thấy đó các bạn nhé rồi nó là cái gì trong bốn trong bốn phương án này à, quản lý thương thành của trung quốc này tượng thần mặt trời này rồi à, kim tự tháp khi ốp này và ăn cao quát này vậy thì chúng ta nhìn vô là chúng ta loại ngay hai phương án này này ăn cao quát và 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 vàng lý Tượng thành của trung quốc và ăn cao ở campuchia bởi vì hai cái này là ông cái ông ông này ông đâu có liệt kê ra đâu đó đúng không nào chỉ có ông liệt kê là kim tự tháp và tượng thành mặt trời thôi đúng không tượng thành tượng thành, thành mặt trời thôi vậy thì cái trong hai cái ông đó thì cái nào bây giờ chúng ta vẫn còn nhìn thấy chỉ duy nhất kim tự tháp đúng không nào các bạn đây đây đó kim tự tháp này đến bây giờ Đến bây giờ chỉ có nó thôi là kỳ qua mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy Các bạn để ý chỉ chữ ngày hôm nay này Rất là quan trọng này các bạn này Đó mà thấy chưa nó rồi ok Rất là dễ đúng không các bạn Rồi đến câu hỏi số 2 này các bạn Câu hỏi số 2 cũng rất là dễ Chứ không có gì khó cả các bạn ơi Câu hỏi số 2 này nè Ăn co quát trước đây Nguyên gốc ngày xưa đó là nó được xây dựng cho mục đích gì nè? Cho cái gì nè các bạn nè. Nha. Đây, Angkor Wat nè là à, nguồn gốc của nó chứ xin lỗi các bạn, nguồn gốc của nó là được xây dựng cho cái gì nè? Rồi, đầu tiên là cho đạo Hindu, hai là cho Phật giáo và ba là cho vua chúa và bốn là cho những công dân ở Phnom Penh của thủ đô Phnom Penh. Thì chúng ta xem Trước đây nó phục vụ cho điều gì các bạn? Đây, các bạn nhìn đây. Đây. Vậy thì ta nhìn vô ăn câu À mình hướng dẫn các bạn cái kỹ năng giải quyết câu hỏi chứ. Hồi nãy mình hướng dẫn mình 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 mình, mình hứa rồi. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn nè. Ví dụ đọc đọc vô ngay câu hỏi này đúng không nào? Thì mình chỉ tập trung vô những chỗ nào có ghi chữ ăn câu thôi. Ta chỉ tập trung chỗ đó thôi. Còn những nội dung khác, những cái đoạn khác ta không quan tâm. Cũng tương tự chỗ này không vậy người ta nói đấy chỗ này à cái dân chất liệt kê của anti pay này của ông này này thì ta chỉ tập trung vô cái chân chất liệt kê của ông ta thôi thì ta chỉ tốn rất ít thời gian và chúng ta chỉ làm rất là chính xác nó không bao giờ lẫn lộn đâu nó không bao giờ lang mang các bạn nha rồi và bây giờ chúng ta cái câu b này ta tập trung vào anti quark anti quark này rồi anti quark đâu đây này nha đây là cái chỗ giới thiệu người ta đã nói đến những cái kỳ quan mà các ông Hy Lạp cổ đại ông không nêu ra Thì bây giờ chúng ta đã có anh cao quát này Đến cái đoạn tiếp theo là người ta nói sâu về anh cao quát này Anh cao quát nên được biết như là một kỳ quan thế giới Bởi vì nó là ngôi đền lớn nhất thế giới Được rồi Đây Nó được xây dựng vào khoảng năm 1100 Và nó để Nó để tưởng nhớ về Nó để tưởng nhớ và mà nó để tưởng nhớ về những vị thần của đạo Hindu đó để để để, để kính trọng những vị thần của đạo Hindu đó nhưng khoảng 3 thế kỷ sau thì nó trở thành nó trở thành một trung tâm Phật giáo, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa Phật tôn giáo của Phật giáo được cho các bạn. Đó, và sau này thì sao? Và sau này bây giờ ăn cao thơm là vùng bao quanh. Vậy thì chúng ta thấy đầu tiên nó xây dựng là để nó hướng đến cái gì? Tưởng nhớ những vị thần của đạo Hindu. Đó, vị nhà đạo Hindu, vị chúa, vị thần của đạo Hindu. Còn sau đó thì nó mới đến Phật giáo đúng không nào? Vậy thì đến chỗ này thì sao các bạn? Người ta có chịu cái chữ này là nguồn gốc của nó, khởi nguyên của nó nè. Nó được xây dựng để đây, chọn cho vị thần đạo Hindu. Phương án A là chính xác nhất các bạn nha. Đó. Rồi cái câu 1 là phương án C. Đó nhớ nha các bạn nha. Đó. Chứ còn cái đạo Phật này sau này 3 thế kỷ sau chứ đầu tiên á, nó là đầu tiên á, nó xây dựng để nó tưởng nhớ đến cái um, vị thần của đạo Hindu. Được chưa các bạn? Nhớ nha, cái này các bạn đừng có lộn nha. Rồi, đến câu số 3 này các bạn. Đến câu số 3 này. Ăn co quát. Rồi, ăn co quát làm sao? Ăn co quát là như thế nào? Rồi, tiếp tục này. Vậy thì ăn co quát ta đọc lướt qua hết rồi đúng không? Bây giờ ta xem bốn phương án này thử cái phương án nào hợp lý nha. Nó là một ngôi đền nhỏ. Loại. Câu này không đúng. Loại bởi vì nó là ngôi đường lớn nhất thế giới mà. Đúng các bạn. Rồi, loại này. Câu B này Nó là một trong bảy kỳ quan của thế giới Một trong bảy kỳ quan của thế giới Ồ oh, ok rồi đúng các bạn Chắc chắn rồi Đó Một trong bảy kỳ quan của thế giới À xin lỗi các bạn Bảy kỳ một trong bảy kỳ quan thế giới là chỉ có Chúng ta nói vậy thôi chứ Trong cái danh sách của ông Antipay là không đề cập nha Rồi chúng ta cứ để đây Đó chưa đề cập quên quên, quên chứ mà nó là một kim tự tháp loại này rồi a và c loại này rồi nó là một phần Nó là một phần của thành phố Hoàng Gia Khmer của người Khmer trong một thời gian dài Rồi chúng ta xem thứ phải không nha Đây chúng ta lướt lại của cái đảo này Đây đây Đó, Trong một thời gian dài đúng rồi Nó là trong một thời gian dài là Nó được sử dụng như là Nó là khu vực, vực bao quanh của ngôi đền đó cao Angkor Thơm Trước đây nó là sao các bạn nó là một phần của thủ đô thành phố của Hoàng Gia Đúng rồi Trong một thời gian rất là dài các bạn Từ năm 1100 cho đến những thế kỷ thứ 15 luôn các bạn Đó Đấy Trong một ngàn năm rồi đó Đến thế kỷ 15 khi chuyển về phong đông bên Trong vòng 400 năm như vậy Như vậy là các bạn thấy không Vậy thì câu 3 này phải là phương án D Xin lỗi các bạn nha Câu B không đúng nha đó phương án D bởi vì bảy kỳ quan là là cái ông này ông liệt kê ra bảy kỳ quan đâu có ăn cao quá đâu đúng không các bạn không có tên ăn cơ quá cho nên là chúng ta lưu ý chỗ này rất dễ bị đánh mèo nha Cho nên là câu số 3 là chọn phương án D các bạn nha Rồi câu số 4 câu cuối cùng này Chọn phương án gì này Vào những năm 1400 Thì vua của người Khmer như thế nào các bạn Đó là thế kỷ thứ 15 trở đi đó Đúng không Đó chỗ này rất là dễ này Nếu các bạn để ý này Vào những năm 1400 là từ thế kỷ thứ 15 trở đi á Thì sao Nhà vua những người thống trị Khmer thì sao di dời về phần nông đúng không các bạn đó di dời phần nông và ăn Wat trở và trở thành vào lãng quên đúng không rồi vậy thì chúng ta xem nào xây dựng ăn Wat quá không có loại nha không có rồi chọn phần nông như là thủ đô mới rồi khả năng cái này là đúng 99 rồi rồi trở lại ăn Wat để trung tâm phật giáo loại luôn rồi di chuyển nhân di chuyển nô đơn ngôi đền đến phần nông bên loại luôn loại luôn rồi chỉ có phương án b đó được chưa các bạn đó Câu số 4 phương án B là đúng nhất bởi vì từ thế kỷ 14 trong những năm thế kỷ 14 là nhà những người uh, thầy, uh, cầm quyền ở Khmer là bắt đầu là duy dời về phương đông bên này các bạn này đó duy dời về phương đông bên này đó các bạn thấy không? cho nên là chọn thủ đô chọn thủ đô là là chọn thành phố phương đông bên như là một thủ đô mới đó nhưng mà câu này là tương đối khó đó mình nhìn vào nó dễ chứ thực ra nếu mà suy luận nó rất là khó đó, các bạn ba phương án này là đều sai hết này xây dựng ăn câu sai hoàn toàn đúng không nào rồi quay trở lại con quát trở thành một trung tâm Phật giáo càng sai và di chuyển ngôi đền đến phần Nam Bên càng sai đúng các bạn do đó là chỉ có phương án B câu 4 là B này câu 3 là D này câu 2 là A này và câu 1 là C này rồi như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc phần luyện đọc ở đây rồi mong các bạn thích video này và nhấn đăng ký kênh chia sẻ kênh để chúng ta cập nhật nhiều video hay các bạn nhé rồi một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một buổi cho tối vui vẻ bên gia đình và người thân chào các bạn